Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 1. Chương trình hôm nay có những nội dung chính. Đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân khu 1. Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại Quân khu 1. Đảm bảo an toàn trong kiểm tra 3 tiếng nổ. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Min Sina, Phó Quốc vụ Khanh, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Cùng đi với đoàn có Đại tướng Say Sovin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại Vương quốc Campuchia, đại biểu Viện Lịch sử Quân sự Vương quốc Campuchia, đón tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu, đại biểu Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu thủ trưởng các cơ quan quân khu. Tại buổi gặp mặt và làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm công tác lịch sử quân sự giữa Phòng Khoa học Quân sự Quân khu 1 và Viện Lịch sử Quân sự Vương quốc Campuchia. Thông tin, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong quy trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự, công tác đánh giá, nghiệm thu công trình lịch sử, huy động sử dụng nguồn ngân sách đảm bảo cho nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, xuất bản các công trình lịch sử, công tác quản lý, sử dụng các công trình lịch sử đã xuất bản tại cơ quan đơn vị. Hai bên khẳng định các công trình lịch sử quân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cung cấp những bằng chứng xác thực về mối quan hệ bền vững giữa hai nhà nước, hai quân đội, đồng thời bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước. Hai bên mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử quân sự, cùng nhau vun đắp, củng cố mối quan hệ bền vững lâu dài giữa Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại Quân khu 1. Qua kiểm tra thực tế công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn và nghe báo cáo của Ban chỉ đạo về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ của Quân khu 1, đoàn công tác đánh giá, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Chính phủ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cùng các tỉnh trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được nâng cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ của Quân khu 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung chỉ đạo xây dựng các tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu cho các đối tượng, chỉ đạo các tỉnh, huyện, thành phố, thị xã diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn. Quân khu 1 vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Tham gia thi có 77 thí sinh thuộc các nhóm đối tượng gồm chính ủy, phó chính ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, chính trị cấp trung, huyện đoàn và tương đương, chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố, thị xã, chính trị viên phó cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Các thí sinh dự thi 3 nội dung gồm thi chuẩn bị bài giảng, thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận, thi thực hành bài giảng. Theo đánh giá của ban tổ chức, các cán bộ dự thi đã đề cao trách nhiệm, chủ động nghiên cứu sưu tầm tài liệu, xây dựng đề cương bài giảng có bố cục, nội dung hợp lý, tích cực ôn luyện, nắm chắc nội dung kiến thức nghiệp vụ, thuộc luyện giáo án, đảm bảo truyền tải nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng người học. Kết quả 73 trên 77 thí sinh đạt danh hiệu cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023. Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng bằng khen cho 3 cá nhân đạt giải nhất, tặng giấy khen cho 9 cá nhân đạt giải nhì và 11 cá nhân đạt giải ba, tặng bằng khen cho 3 tập thể xếp nhất, tặng giấy khen cho 3 tập thể xếp thứ hai và 6 tập thể xếp thứ ba tại hội thi. Nhằm tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2023-2030, đồng thời kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, tuyển chọn và thành lập đoàn tuyển thủ của quân khu, tham gia giải bóng đá, bóng chuyền và võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân. Vừa qua, Quân khu 1 đã tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng giai đoạn 1 năm 2023.
Hội thao chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, với 3 nội dung bóng đá nam, bóng chuyền nam và võ chiến đấu tay không. Giai đoạn 2 dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2023 với 4 nội dung còn lại. Do làm tốt công tác tổ chức, điều hành thi đấu chặt chẽ, linh hoạt, công tác đảm bảo chu đáo nên sau 8 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng Quân khu giai đoạn 1 năm 2023 với 3 môn bóng đá nam, bóng chuyền nam, võ chiến đấu tay không đã hoàn thành chương trình thi đấu theo kế hoạch. Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, song các vận động viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thi đấu hết mình, quyết tâm giành kết quả cao. Bế mạc hội thao, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao giải nhất, nhì và ba cho các đội tuyển bóng đá nam, bóng chuyền nam và võ chiến đấu tay không đạt thành tích cao. Đảng ủy Quân khu 1 vừa tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị 124 ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, gọi tắt là chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Qua 12 năm thực hiện chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị và đề án. Nội dung chương trình giáo dục chính trị được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống thống nhất, chuyên sâu, bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng, gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành chỉ thị mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn, mạnh, hiện đại. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 27 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 124 và đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Sau 3 tháng học tập và rèn luyện, không chỉ chững chạc hơn trong lời nói, hành động, các chiến sĩ nhập ngũ đầu năm 2023 còn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh khi bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ để kết thúc 3 tháng tân binh. Do kiểm tra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt nên các đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn. Bình tĩnh, tự tin, dứt khoát trong từng động tác. Đó là kết quả của những ngày vượt nắng thắng mưa vừa qua trên thao trường của các chiến sĩ sư đoàn 346 quân khu 1. Những bông hoa bắn giỏi là phần thưởng xứng đáng, nhưng quan trọng hơn hết, tất cả chiến sĩ đều đã vượt qua chính mình. Quá trình huấn luyện cũng như là các buổi bắn tập thì các anh chỉ huy đã kịp thời rút kinh nghiệm, giúp tôi thực hiện đúng được yếu lĩnh động tác cũng như là lấy được đường ngắm đúng, đường ngắm chuẩn. Cảm xúc của tôi khi nhận được hoa bắn giỏi là tôi rất là vui và tôi sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Ở nội dung thực hành đánh thuốc nổ, các thao tác gói buộc lượng nổ cần bảo đảm đúng thời gian quy định, các tư thế vận động trên chiến trường phải đúng kỹ thuật. Những yêu cầu đặt ra được các chiến sĩ sư đoàn 3 tuân thủ và hoàn thành tốt. Trong quá trình đánh thuốc nổ, thì từ quá trình nhận lượng nổ đến tra nắp bộ đường quy nổ, thì tôi đã thực hiện đúng các biến động tác và các quy tắc bảo đảm an toàn. Yêu cầu kiểm tra 3 thuốc nổ năm nay coi trọng về yếu lĩnh động tác và công tác bảo đảm an toàn phải đặt lên hàng đầu. Trong đó là đơn vị coi trọng cái công tác bồi dưỡng cán bộ và huấn luyện bộ đội về cái động tác thực hành. Một trong những khâu quan trọng được quân khu đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện để đảm bảo an toàn trong kiểm tra 3 tiếng nổ, đó chính là làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là đội ngũ phục vụ, bảo đảm việc các đơn vị tổ chức bắn phân đoạn và bắn tổng hợp trước đó cũng đã giúp chiến sĩ xây dựng tâm lý vững vàng khi bước vào thực hành kiểm tra, giành kết quả cao. Về chất lượng của chiến sĩ mới năm 2023 được so với những cái năm trước thì được đánh giá là có chất lượng khá hơn. Và qua kiểm tra thì đã làm chủ được những cái vũ khí trang bị có trong biên chế. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, nắng gió thao trường đã tôi luyện những chàng trai tuổi 18 đôi mươi trở nên rắn giỏi, tự tin. Đó là hành trang quý để chiến sĩ bước vào giai đoạn huấn luyện mới, sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chương trình truyền hình Quân khu 1 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.